chưa nằm ngủ ôm á, kêu bả hay vậy? Thôi trời, tội nghiệp. Đây là bà xã chú Bảy đó hả? Dạ. Nó hiền lắm. Hiền lắm hả? Ừ. Có biết nói chuyện gì không chú Bảy? Chú hả? Bà xã chú á. Bà biết chứ. Có nói chuyện gì với chú không? Nhớ, nhớ đặc tượng luôn á. Nhớ đặc tượng tao luôn. Nhớ bà đó. Nhớ bà thật sự không không bám miếng nha chú Bảy, không không hoài gì hả? Ừ. Thăm chú Bảy rồi coi chứ anh chị, ông đang trong buồn nói chuyện giữa trưa mà không làm, giữa trưa không làm gì chú Bảy ơi, làm gì hả? Chú làm gì mà chú kêu dạ ai đang nằm ngủ trưa hay gì vậy? Chú Bảy ra đây, chú Bảy vô trong thứ đi. Trời ơi, chưa nằm ngủ ôm á, kêu bả hay vậy? Trời ơi, tội nghiệp. Đây là bà xã chú Bảy đó hả? Dạ. Hiền lắm. Hiền lắm hả? Ừ. Có biết nói chuyện gì không chú Bảy? Chú hả? Bà xã chú á. Bà biết chứ. Có nói chuyện gì với chú không? Nhớ, nhớ đặc tượng luôn á. Nhớ đặc tượng tao luôn. Nhớ bà đó. Nhớ bà thật sự không không bám miếng rồi chú Bảy, không không hoài gì hả? Trời ơi, chị nhớ thương vợ mà vậy đó, có chú anh chị đồng nghiệp ghê. Có hai vợ chồng chưa này, chú ăn cơm rồi hay vô trọng ngủ hả? Dạ, chú Bảy mất lâu chưa? Mất 2 năm rưỡi. Những tấm hình mà chú thất quả lên ở đây cũng như là vợ chú hết á. Vợ có 2 bức đó, còn này thì chơi, chơi đỡ buồn. Ở đây nhà hết trơn. Ngày xưa bà xã chú là cũng tóc ngắn gì luôn hả chú Bảy? Ờ. Chú dễ giống nàng tiên cá vậy. Dạ, ngồi quay chú Bảy. Ngồi dễ chú vậy đó. Cả trăm bức ảnh chú Bảy vẽ về người vợ của mình. Người vợ quá cố. Đây toàn là vợ chú Bảy không? Tất cả kêu. Rồi cả phòng ngủ cũng có luôn. Chưa ôm bà ra. Chưa cơm có kêu bà gì không? Cô là không gái rồi. Khi mà chú Bảy ở với bà xã là có con gái gì không? Có được 2 đứa. Thằng trai với con gái, thằng nhỏ con gái đi 10 năm nay nó chồng lên đó. Nó không về. Không có liên lạc với chú nữa nha. Rồi ngày chú sống mà tiền đâu mà chú sống? Như, tiền thì mình không nói, cơm gạo thì người ta cho vậy đó. Dạ. Yeah. Con thì nó còn thằng trai nó ở đây nè. Ở kế bên ha. Ừ, thì mà nó nghề như cất cái nhà gì, từng chế vậy nè. À, không có làm nghề. Cửa sắt rồi đó. Rồi cái này nó thất nghiệp rồi, nó đi xịp. Nhưng cá có đem ra đây cho. Dạ. Yeah. Gạo thì người ta cho, chú có mình ăn ít xịu à. Nhà dựng lon không hết gạo. Dạ, giờ chú Bảy mất lâu chưa? 2 năm rưỡi rồi. À, từ đó là chú vẽ hình với đạt một tấm đặc tượng luôn. Tượng này ha. Ừ. Đỡ buồn, đỡ nhớ vợ. À, lúc đó thì bà con ở sớm với con chú rồi có bất ngờ gì không? Không bất ngờ chú thật tượng ôm ngủ không? Có ai có bất ngờ không? Hả? Khi mà chú ôm cái bức tượng chú ngủ thì có ai nói gì không? Không. Có ai vô nhà đâu. À, đâu ai biết đâu hả? Ừ. Chỗ đây chú đâu có nói. À. Chỉ mấy con cháu thì lợi chú nói rồi, người ta ở đây chú đâu có nói. Chưa ai biết hả chú? À, con hiểu rồi. Con thấy cái áo chú mặc như nữ luôn không? Nữ không? Áo cô vậy? Ừ. Áo cô để lẻ hả? Ừ. Trời ơi. Mặc áo của cô luôn. Ngày xưa lúc mà cô còn sống là chú với cô là ở nhà được bao nhiêu năm? Nghe được mấy chục năm rồi, con lớn rồi, con là bốn mấy tuổi mấy rồi. Mấy chục năm luôn mà gì? Ừ, thì lúc trẻ có lập gia đình trẻ mà. Theo chú tạc bức tượng mà chú đang ôm đó, đó là giống bà xã chứ là khoảng bao nhiêu phần trăm chú Bảy? 90%. Chú Bảy khóc luôn rồi. Khóc. Nói chuyện xúc động. Nhớ vợ.
mà khóc hoài. Hai năm nay là chị Bảy có về báo mộng gì cho chú không? Hồi cỡ như mới mất chừng vài ba tháng rồi đó, tháng mấy tháng đầu thì đêm nào cũng bảo về hết. Có chừng năm mấy nay thì bà ít về. Cái lúc đó là tiếng Bảy về cái rủ chú Bảy đi chơi đó không? Du lịch như không? Về nhà đó rồi như hai chồng gặp như ăn cơm hay làm này kia rồi đó. Dạ. Giá bà thì về. Cả năm mấy nay mới về chừng 7 tháng bữa nay rồi. 7 tháng bữa nay là chú gặp hả? Vậy bà cô nói thì sao? Chuyện như nói bình thường chứ một lần thì bà còn sống rồi đó. Dạ. Nói chồng gặp cái người nói chuyện rồi, chứ người ra bả rồi. Dạ. Có kêu giữ gìn sức khỏe gì không? Có kêu chú giữ gìn sức khỏe gì không? Cái đó thì không có nói, biết tình gì rồi, buồn bã đó, bắt đầu dám nói. À. Cho mình buồn. Người nào kêu ông đi với tôi không? Không. Chú có dân trong nhóm Kim Ba, chú có nói để tôi đi với bà không? Cái đó bà không nói. Nhưng mà chú có suy nghĩ gì đâu. Thì người tới tới hả chú? Chuyện gì tới tới hả? Tới chứ làm sao, cũng lớn tuổi rồi phải không? Dạ. Làm sao giờ? Chú tận dụng hết hết mọi cái nào chú vẽ được là chú vẽ đó. Chú tận dụng hết những tấm ván, những tấm meca, tấm cắt tông gì đó chú vẽ hết. Vẽ xong chân đi. Mới vẽ rồi xong chưa xong nữa. Xong hả? Bức tranh đó là đang vẽ ha. Tranh màu xanh đó. Bụi đó. Tội nghiệp không phải chân gì. Còn hai tay chưa có hoàn thành. Ấy mực cơ. Ở đây là cái bức tranh nào mà chú thích nhất? Này với vợ chú trên đó. Tấm này ha. Vợ chú nằm bên cái can đó. Dạ. Hình đỏ như cái áo trắng sọc đỏ đó. À. Là vợ chú. Ngày xưa chắc cô đẹp lắm hả cô? Hả? Dạ. Xưa chắc cô đẹp lắm hả? Được. Không được. Được. Dễ thương lắm mà hiền. Không có mình sớm hiền mà không biết lòng. À, thương nhất là cái hiền á. Thương cái bà hiền á. Như bà nói không có người ta, bà không bình tĩnh nữa. Lâu quá, nó cơn lắm. Vậy là cô có bị chút tâm thần không? Cái... Trời, à, không ổn định. Trong bụng mẹ đó. À, nghĩa là cô có một chút gì nó không ổn định, chú thương cho đó nữa. Thấy bà vậy là tội nghiệp thương. Dạ. Hồi đó mẹ của chú á, kêu là cưới vợ mà chú đâu có chịu đâu. Chú coi lâm vòng, thấy bà già đó vậy đó. Nó kêu hoài rồi, không có vợ. Thì sao gặp vợ của chú nè. Dạ. Bà cô đó nó hoàng mai á. Thấy nó như hiền vậy đó. Chứ cũng có cái nét đẹp. Chú mới chịu chứ coi vòng vòng chú đâu có chịu đâu. Coi rồi đó mấy người kia đó. Chắc nói rồi chú cũng bỏ. Trốn đâu ở nhà. Nó khó duyên nợ chú. Đúng rồi. Bởi vì coi cái chân bả đó. Cái lời chùa xin xăm ông Đức Hoàng Đế đó. Dạ. Nói duyên nợ trời định. Người chú thương má luôn. À, con hiểu rồi. Mỗi lần chú chia sẻ với cô là chú khóc hả ta? Thiệt. Nhớ vợ cho lắm rồi. Có hai. Nhớ chắc rồi. Cái bức tượng mà chú đang ôm nó chú tạc mấy ngày mới xong rồi chú vậy? Cả thì đó 5 ngày với mình sơn đó, sơn nữa, có 7-8 ngày. Rồi cái lời gỗ mà chú tạc nó có giá trị không? Cây mà bằng cây cầm, cây cầm quá đó. Cây cầm quá đâu có cây đâu, mình mua từ mua cây. Chú có tiền là chú mua một cái cây gì giá trị không? Để tạc người vợ yêu mất, giấu mình không? Đúng rồi, nhưng mình đâu có tiền đâu. Thí nghiệm bức tượng này có người mua là chú bán không? Ôi giời, đi giời. Bức tượng này ta mua 100 triệu, 200 triệu chú bán không? Không. Tỷ. Không. 1 tỷ không bán luôn. Không đổi. Vợ mình rồi bán rồi mình ở với ai? Dạ đúng rồi, con hiểu rồi. Thật sự chú nói mình suy nghĩ rất là tâm đắc. Nhất quyết 1 tỷ cũng không bán. Vợ mình đổi rồi bán ở với ai? Vợ mình đi gả rồi bà đi, phải không?
thấy thím mũi cao quá ta. Ở ngoài mũi nó cao quá đẹp. Dạ. Sống mũi nó đẹp lắm. Cao. Không có gãy, sống mũi gãy gì đâu. Quá đẹp luôn ha. Có một cái rồi đổ cơn đó. Ba bốn ngày cái. Thắng lần ha. Cái đó có quậy. Ăn cái quậy quá quậy đó. Cái như bán cái đồ thao nồi này kia đó. Lấy nó bán nó cũng quậy. Chưa có thao nó bị cà bá là 4 3 4 lúa nữa. Dạ. Hỏi người đâu tiêu rồi em. Tôi báo không rồi. Mới nghiện cà phê với nó. À. Nó nó lên đó. Nó đừng quậy nó nha, nghĩ quậy cũng quậy 3 bữa sau cũng quậy nữa. À. Có cơn. Đó. Cơn. Có nghĩa là khi ở trong nhà là chú ôm hình của thím. Mà kêu đi ra ngoài đường chú có ôm đi theo lần nào chưa? Đó có tượng nhỏ nó cao nè. Có ôm đi theo. Cũng đeo quả gì đó. Em thấy đẹp nó xinh. Xinh đem về rộng để... Sao chú lại cho vợ chú mà chú cho thì mình có hai bức nè. À. Nó cũng thấy đẹp gì đó. Dạ. Nó xinh. Cũng như bà nhậu với nhau đó. Ừ. Kêu nhỏ tuổi. Rồi tấm hình cái tượng này là chưa có ôm ở ngoài không? À. Có đem đem ngoài lộ như mình lau chùi vậy đó, rửa vậy đó. À. Chứ đâu có ẩm được bụng nữa. Trần ôm ngủ quá cô chú anh chị. Nó tới nó ngựa thì cô ấy cũng hề thương mãi. Dạ. Yeah. Đi con mấy bà kia là chú đâu có chịu đâu. Mấy bà kia lanh lợi quá. Mình không nghĩ đó. Chú có nhớ là tổng cộng chú vẽ bao nhiêu bức tượng về bên đây bức tranh về cái cô hiện giờ quá, không nhớ rồi. Thế con nghĩ chắc hơn 100 bức quá hả? Hả? Hơn 100 bức tượng tranh hơn. Chú vẽ cái này mấy năm rồi? Có 10 năm. À, vẽ 10 năm. Còn đéo này thì 30 năm rồi. 30 năm mới xong. Đối với bự chứ, tượng bự nữa. À, nghĩa là chú là cái thợ điêu khắc là mấy chục năm đúng không? Còn cái tranh này mới về, mấy lúc mà sao cô mất mới làm mà. Mới từ 10 năm thôi. Rất là nhiều cái bức tranh, cái hình của anh chị.